Có thể với nhiều người, sang mình chỉ đơn giản là muốn tạo ấn tượng, thể hiện phong cách của cá nhân. Nhưng mà các bạn có biết rằng, bất cứ mình sam nào cũng đều mang một ý nghĩa riêng biệt của nó. Đôi khi là bạn thấy chúng đẹp, ngầu và vội vàng vẽ lên cơ thể của mình mà chưa hiểu hết được vì sao chúng lại tồn tại. Dù độc đáo và thể hiện cá tính mạnh, thế nhưng không phải hình sam nào bạn cũng nên thử đâu nhá. Nếu mà bạn không suy xét cẩn thận, bạn sẽ trở thành nhân vật tiêu cực của xã hội. Chính vì vậy, cùng Taka đến với những mẫu hình sam tuyệt đối không nên thử. Hình sam 5 điểm. Hình sam kỳ lạ được băng đảng sử dụng với ý nghĩa là liên kết nội bộ. Đặc biệt là những người đã ở trong tù sẽ in mẫu này. 4 điểm bên ngoài đại diện bức tường của nhà tù và điểm trung tâm đại diện cho bản thân. Hiện nay một số băng đảng lớn ở châu Á thì cũng sử dụng nó. SS hoặc là AB. Bạn có biết là mẫu hình sam AB hoặc 666 là biểu tượng của nhóm băng đảng đáng sợ Aryan Brotherhood? Aryan Brotherhood, hay còn có tên gọi khác là AB hay The Brand, là một băng đảng của người da trắng với số lượng khoảng 200.000 thành viên, kể cả trong và ngoài nhà tù ở châu Mỹ. Mặc dù không phải băng đảng lớn mạnh nhất, nhưng mà AB nổi tiếng bởi đã sát hại quá nhiều tù nhân. Theo một số liệu thống kê, có đến 26% vụ giết người ở nhà tù ở Mỹ là do băng nhóm này gây ra. AB được chia thành hai nhóm: những người trong nhà tù liên bang và các thành viên khác trong những nhà tù nhỏ hơn, hầu hết ở tiểu bang California. Để tham gia Aryan Brotherhood, họ bắt buộc phải giết người trước mặt các thành viên khác. Bất kỳ ai cố gắng rời khỏi băng nhóm này thường bị hành hung hoặc bị sát hại không thương tiếc. Các thành viên của AB thường hình sam Aryan Brotherhood, AB, SS hay 666, hoặc là biểu tượng phát xít. Đây là một nhóm tội phạm nguy hiểm với nhiều tội danh như tống tiền, mại dâm, buôn bán ma túy và giết thuê. Bài poker. Trong các băng đảng là con bích của quân bài poker đại diện cho những tên trộm, con tép đại diện cho tội phạm hình sự, con dâu đại diện cho kẻ phản bội. Tuy nhiên các thành viên băng đảng sẽ không chủ động sam những thứ này, chủ yếu là bị ép buộc. Mạng nhện. Hình sam mạng nhện thì khá độc đáo và thể hiện cá tính của chủ nhân. Thế nhưng bạn có biết nhiều người nước ngoài từng ở tù sẽ sam một mạng nhện màu đen trên cơ thể của họ, thường là ở khuỷu tay hoặc cổ, đại diện cho một sinh vật bị mắc kẹt bởi mạng nhện. Nước mắt. Cha đẻ của hình sam nước mắt chính là thành viên của băng đảng Chicago. Hình sam giọt nước mắt dưới mắt phải ám chỉ chủ nhân từng phạm tội giết người hoặc là có ý định giết người. Nhiều người cũng sam hình này nếu mà người họ yêu thương đang ở tù hoặc là đã chết thảm. Nếu bạn chỉ sam nó cho vui thì điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối. Vì ở trong giới tội phạm, chúng tin rằng mỗi hình sam đều phải đánh đổi nhất định. Hình sam Phật. Hình sam Phật chủ yếu đại diện cho cảm giác bình yên và thanh thản. Chúng đại diện cho biểu tượng con người bạn. Nhưng mà đôi khi sam hình vị Phật trên cơ thể có thể bị coi là báng bổ tôn giáo. Nhiều khách du lịch cái hình sam này khi mà đến quốc gia Phật giáo thì đã phải đến đồn cảnh sát. Chính vì vậy, bạn không nhất thiết phải sam hình Phật lên người mà có thể chọn một số thông điệp ẩn và biểu tượng thay thế cũng rất là có ý nghĩa. Hình sam dây thép gai. Tiếp tục với những ý nghĩa tiêu cực thì hình sam dây thép gai dành cho những ai đã bị kết án với ý nghĩa là một nút thắt, là một năm tù. Vì thế nếu bạn sam hình này, có thể bạn sẽ khiến những người bị kết án cảm thấy bị xúc phạm. Lúc đó thì rắc rối sẽ đến với bạn. Hình sam vương miện. Nói chung thì vương miện đại diện cho uy quyền, quyền lực, danh dự và sức mạnh. Là một biểu tượng hình sam, vương miện tượng trưng cho chủ quyền của cá nhân đối với cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính họ. Tuy nhiên vương miện cũng có ý nghĩa là tôn giáo, vì Chúa Giêsu bị buộc phải đội vương miện bằng gai khi đóng đinh trên cây thập giá. Nếu bạn sam một hình vương miện có 5 đỉnh nhọn thì hãy coi chừng nhé, vì đây là hình sam của băng đảng Latin King, một băng đảng khét tiếng, nguy hiểm và bạo lực nhất nước Mỹ. Một đặc điểm nhận dạng nổi bật là thành viên của Latin King thường sam hình vương miện có 5 đỉnh nhọn ở trên khuôn mặt hoặc là cơ thể của họ.
Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là hình xăm mặt nạ chú hề. Hình xăm mặt nạ chú hề chính là đặc điểm nhận dạng của băng đảng Magra Slavica, nơi tập hợp những tên sát thủ gốc Mỹ Latin. Các thành viên tàn nhẫn của băng đảng Mỹ Latin chủ yếu hình xăm này với ý nghĩa là khẩu Phật tâm xà. Hai, quân hàm. Đây thì cũng phải là hình xăm mang ý nghĩa đơn giản đâu nhá. Thực tế là một số người địa vị giang hồ cao ở Nga, nếu mà bị đi tù, họ sẽ được xăm hình này. Họ nghĩ đây là một vinh dự rất là to lớn. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là câu chuyện về những người mạng nhỏ mà lại đòi gánh rồng. Theo quan niệm một số bạn trẻ ngày nay, hình xăm thậm chí đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ, là một hình thức thẩm mỹ, gây ấn tượng, thể hiện đẳng cấp, ghi dấu tình yêu của bạn trẻ hoặc là xua đuổi vận hạn. Thế nhưng một nhà nghiên cứu cho biết, nếu bạn nghĩ rằng mình có thể tùy tiện xăm lên cơ thể bất kỳ hình thù gì mình muốn, thì nên bỏ ngay suy nghĩ đó. Vì nó thì là hoàn toàn sai lầm trong quan niệm của thuật phong thủy và nhân tướng học. Xăm hình thường là xấu nhiều tốt ít. Xăm hình mà không thận trọng, hậu quả tai hại sẽ theo mình suốt cuộc đời. Bởi vậy thì có người xăm hình xong, mọi việc hành thông thuận lợi. Có người xăm xong thì làm gì cũng gặp rắc rối. Nhẹ thì có chút khó khăn rồi cũng qua, nặng thì tai nạn xe cộ, phạm đến cả thân thể mình. Một nam thanh niên từng đến than thở với một chủ tiệm hình xăm rằng từ lúc xăm hình con rồng này, cháu thấy số mình đen lắm luôn, làm gì thì cũng chết. Chắc là tại con rồng nhỏ quá. Chú xem cháu đang định sửa con rồng to hơn, xăm từ bắp tay cho đến ngực luôn có được hay không? Chủ tiệm nhìn thoáng qua đã thể nói được ngay. Vấn đề ở chỗ không phải con rồng to hay nhỏ, mà chẳng qua vì mạng của bạn không thể nào gánh nổi con rồng đó mà thôi. Nói không gánh được tức là mệnh lý khác. Xăm lên xong không những đem lại may mắn, mà ngược lại toàn đem đến những điều đen đủi mà thôi. Vì vậy, dù sao mọi người cũng nên suy nghĩ trước. Vì xăm thì dễ, mà xóa thì mới khó. Kỳ thực là có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng cuộc sống của một con người. Trên đây chỉ một cách nhìn nhận mình xăm trên góc độ phong thủy học và nhân tướng học. Nói về xăm hình, không đơn thuần chỉ là người thợ xăm dán hình xăm lên người bạn rồi chấm mực gì mũi kim, mà nó cũng có nguyên lý của nó. Nguyên lý ấy là giữa người xăm và cả hình xăm nữa. Theo những người trong nghề, trong dòng xăm chính thống, khó xăm nhất chính là hình quan công, thanh long, tà long, vì không phải ai cũng gánh được mấy hình này. Có người xăm hình thanh long quá vai chưa đến một tháng thì bị ngã xe gãy tay. Mọi ngày chạy mặt mạng thì không sao, hôm ấy chỉ đi từ từ, một tay rút điện thoại ở túi quần, không để ý quẹt vào đuôi xe hàng trước, ngã rất là nhẹ thôi, thế mà lại gãy tay được. Một người khác sau khi xăm hình cá chép vào rồng trên vai thì bỗng nhiên làm ăn rất là thuận lợi, chưa đến một năm gặp lại mà đã mua được nhà, mua được xe. Nhưng mà từ khi xăm chữ nhẫn ở sau lưng thì lại xuống rất phong phanh, tài sản hầu như tiêu tán hết, may mà còn giữ lại được cái mạng. Trước khi xăm, người này đã cảnh báo là không hợp với chữ nhẫn, nhưng mà không tin, thấy thích thì cứ xăm lên mà thôi. Giờ lại phải xóa hình, người chẳng chịt vết xóa. Phải đến lúc ấy thì người này mới đi tìm và biết được ý nghĩa ở chữ nhẫn. Bên trên là cây đao đè lên tim, nhúc nhích là đao đâm vào tim ngay lập tức. Với những người tính hay vội vàng, dễ kích động và hơi chút giảo hoạt thì tuyệt đối không nên xăm chữ này. Quả thật là cái xăm mình ấy thì nó vẫn là một cái định kiến của xã hội mà không phải ai cũng bỏ qua được. Và video đến đây lại hết rồi, đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe tại channel ngay tức đón xem video mới nhất của mình nhá. Chân thành cảm ơn anh em.